Em có bao giờ gây lộn với vợ em không? Có chứ, nhiều lắm. Gây lộn có bao giờ thắng vợ không? Dạ không, thua không à. Thua chắc luôn à. À, quen 5 năm sống chung 2 năm thì mới cưới thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả. Em đẹp là không có gì luôn á. Dạ. Về nhiều khi như cũng mệt, nhiều khi nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi. Dạ nó quen rồi, không thay đổi được, cứ vậy thôi là được rồi. Gì lạ lùng sủng gì. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, nghiệp em lái xe và em đến từ Nghệ An, giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Năng Khiếu, năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Quê thì ở Bình Thuận nhưng mà sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên gì thấy ghét vậy, tên Quỳnh Thị Năng Khiếu. Đi đâu ai cũng mất cái tên hết, nhưng mà hỏi mẹ thì mẹ kêu ba mẹ đặt cái chứ mẹ cũng không biết. Không biết là cái việc cái mối tình này nó sẽ bắt đầu từ đâu nè. Thì người ta đi xe của ông này. Ủa, em là lái xe tải hay là xe gì? Dạ xe hồi xưa là đi chở sếp đi tỉnh, giờ bây giờ quay về lái xe tải ra thành phố. Vậy là tôi đoán trật đó rồi, chết quất luôn. Thôi bây giờ nói đi. Có chị kia, chị làm cùng cho số điện thoại vợ em. Nhỏ đó nó dễ thương lắm, mày đi tán, thử tán coi. Hẹn vợ ra công viên rồi là gặp vợ, hẹn vào quán cà phê. Rồi em gặp vợ em thì là cái ấn tượng đầu tiên của em về cô gái này như thế nào? Hồi xưa nhỏ con lắm, nói cũng nói nhiều á. Gặp ảnh thì nói chung là to cao cũng đẹp trai, nhưng có cái điều là hồi đó răng còn bị xuống. Ảnh ít nói lắm, đi chung với anh kia nói không à. Anh kia hỏi tên tuổi ảnh cứ ngồi anh mím mím anh cười chứ không dám cười rộng nữa, tại sợ xấu hổ. Cũng thấy được thì vì thấy tánh hiền mà cái mặt cũng hiền thiệt. Ừ. Mà chị không biểu sao mà em tán được cái cô này hay thiệt á, tại vì lúc nào em ngơ ngác vậy nè, em ngơ ngác. Có nghĩa là khi hai đứa gặp là chắc mình cổ nói thôi. Còn em cứ ngơ ngác em nhìn vậy thôi đó phải không? Anh hỏi thiệt nha, từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ em có bao giờ gây lộn với vợ em không? Có chứ, nhiều lắm. Gây lộn có bao giờ thắng vợ không? Dạ không, thua không à. Thua chắc luôn à. Tại vì lúc đó ảnh cũng hay ghen lắm. Em thì cũng coi như ảnh là người đầu tiên, nhưng mà trước đó thì có cái anh kia là mới tìm hiểu vậy thôi chứ chưa có tính chính thức quen gì, cũng thiệt tình kể cho anh nghe. Mà mỗi lần ghen tuông là cứ đập điện thoại, tánh gì chứ mà nóng lắm, đập điện thoại lúc quen chắc đập 7-8 cái á. Là tụi em quen nhau cũng 5 năm hả? Dạ đúng 5 năm. Cưới được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 2 năm 3 tháng. 7 năm mấy rồi? Dạ. Tụi em có sống thử nhau không? Có, quen được khoảng gần 3 năm là sống chung. Nhưng mà sống chung này là sống chung với chị gái của em, cả hai gia đình đều biết hết chứ không phải là sống mà lén lút. Nhưng mà ai là người gợi ý cho cái việc sống chung với nhau? Mẹ vợ mới bảo là ấy thôi thì lên hai đứa ở chung đi, đây là ấy là có chị là chị nữa là cho nó đỡ tiền phòng vậy thôi. Vậy đó. Dạ. Dọn chung ở chung vậy rồi có đi quá giới hạn không hay là cũng cứ rề rề vậy đó? Rất rề rề thôi anh chị à. Nói chung là lúc đó vợ khó lắm, không có cho đâu. Nhưng mà tụi em còn rất trẻ mà đúng không? Dạ. Sao mà không háo hức? Có chứ anh được. Nhưng mà sống chung với chị gái mà không phải là sống ở nhà, mà sống trong cái phòng rồi mọi gái là chung với nhau hết, không có riêng biệt được. Thì chị mà, cũng chị lâu lâu có đi mà. À, quen 5 năm sống chung 2 năm thì mới cưới thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả. Em đẹp là không có gì luôn á hả? Dạ sống chung với chị gái. Anh có khều khều móc móc gì không? Dạ có khều chứ. Nhưng mà cũng làm nóng lên rồi cũng giận rồi thôi, không làm được gì cả. Giờ biết tại sao nhỏ ít nói với ngơ ngác hoài. Vợ em nóng tính lắm, thấy là em làm cái gì là sàng sàng là quát lên à. Trong thời gian đó thì hai em có những cái biến cố gì xảy ra? Biến cố mà coi như là xém, coi như nghĩ là chia tay luôn là vì anh có người thứ ba. Wow. Dễ sợ. Trong cái anh này lù đù vậy đó mà ảnh vác cái lù chạy lù thứ ba. Ghê thiệt luôn. Hay là vì em ức chế là em thèo nó hoài không được, em nổi điên em có người thứ ba cho rồi. Không phải, lúc đó thì vợ em cũng đang lúc hay giận nhau á, hai đứa hay cãi vã nhau lắm. Xuống dưới xóm thành gặp được hai nhỏ kia bà quay lại em bảo là bảo thích em rồi. Một đợt đó về Nghệ An thì em cũng nhắn tin qua lại, sau em mới chạy từ Nghệ An ra Hà Tĩnh qua rước về Nghệ An rồi chơi mấy ngày Tết luôn. Là rước hai bé đó? Dạ rước con nhỏ à, rước nhỏ một bé. Dạ. Nhỏ thích ảnh đó vậy mà dạ. Em nói không có gì
Không, thì rước về có một ngày à. Rước về có một ngày xong đi ăn uống, đi nhậu nhạt với bạn bè xong rồi trở về lại. Sao vợ biết hay vậy? Mà đợt đó thì tự nhiên linh tính làm sao, vô tra cái số điện thoại của ảnh thì thấy sao hay nhắn tin gọi điện cho cái cô nào mà sao 1-2 giờ đêm ấy. Nhưng mà lúc em biết thì cũng là xong xuôi hết rồi. Lúc đó thì em cũng có gọi điện cho cô đó. Thì em nói, em cũng nói là em là người yêu của anh Quyền 4 năm rồi, vậy đó, cũng tính tới chuyện cưới hỏi này rồi. Thì cô đó cũng nói là lúc quen cô là anh Quyền nói anh Quyền chưa có người yêu. Có quen, có người yêu rồi nhưng mà chia tay rồi vì bố mẹ không thích quen xa. Anh nói như vậy ấy. Cô đó có kêu là nếu như mà quen 4 năm mà anh còn nói dối chị tới mức độ như vậy thì chị phải nên coi lại đi. Đúng là cô đó cô dán thêm một câu tháng luôn ấy. Em nghĩ là thôi rồi, em bỏ luôn á, em không quen nữa đâu. Ừ. Em sốc quá. Nhưng mà tới hồi em về quê thì cũng năn nỉ rồi điện, giống như cái duyên, cái nợ, cái số sao rồi chấp nhận bỏ qua tha thứ làm lại từ đầu. Rồi sau đó còn chở cô nào nữa không? Dạ không, từ hồi cưới tới giờ thì không, có chuyện ghen tuông đồ hầu như là em không có. Quê cái thời gian mà dẫn nhau về quê đấy, có cái anh ấy gần nhà cũng thương lâu rồi, nhưng mà em thì em có, em quen ổng thì em chỉ nghĩ tới ổng thôi chứ không nghĩ tới ai khác. Anh cũng ngỏ ý là muốn thăm nhà rồi cũng muốn cưới này kia. Lúc mà nếu như mà ảnh mà không kêu bố mẹ xuống cưới thì chắc em cũng nghĩ em buông ảnh rồi. Ảnh kêu bố mẹ, lừa bố mẹ vào từ ngoài Nghệ An, đặt vé máy bay vào, hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi vậy thôi cũng đồng ý cưới luôn. Bố mẹ với bác xuống vợ có đồng ý cưới đâu? Bố mẹ cứ nghĩ là em với ảnh là đồng ý với nhau rồi, quyết định cưới rồi. Thì lúc bố vào bố đặt vấn đề cưới như vậy thì em mới nói thẳng ra là em chưa có đồng ý. Tại vì công việc chưa ổn định, em nêu nhiều lý do lắm. Thì lúc đó thì bên nhà trai cũng tỏ vẻ không được vui ấy. Em cũng nghĩ kỹ, nếu bây giờ mình không đồng ý cưới mà trong khi bên nhà trai người ta đã sắp xếp hết rồi, rồi ảnh lại nói là thôi em đồng ý cưới đi, thì em cứ nghĩ là chắc là anh này ảnh tu tâm rồi, giờ biết lo cho gia đình mới vậy thôi, rồi đồng ý cưới luôn. Như vậy là cái đêm tân hôn rồi có loay hoay rồi có trắc trở hay là ngưng nghe? Về quê vợ đám cưới là lo ăn qua rồi nhậu nhẹt rồi xỉn rồi cũng hết rồi còn làm gì nữa. chả có đêm tân hôn luôn. Cưới ở ngoài Nghệ An là ở đó 5 ngày xong rồi vào thì em đổ bệnh xong rồi sau đó mới có. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ hết sức luôn. Lần 6 năm trời đó, rồi có vui không? Tàn sát rồi coi trả sao? Thù cho nó. Tàn sát. Bánh nhà lồng nóc chợ đi. Em cuồng như khi vợ em không cuồng lắm đâu. Có mình nên em cuồng nhiệt. Dạ đúng rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Bắt ta chờ gần 6 năm trời xong rồi không cuồng nhiệt là sao trời? Nhỏ ngơ ngác. Rồi em có bị sốc khi mà vợ em không cuồng nhiệt không? Không, em cũng bình thường vậy à. Em bớt cuồng nhiệt luôn. Dạ là quen rồi. Tại vì cái đó nó xảy ra thường xuyên thì cho nên mình cũng rất thùng chai luôn rồi. Tới giờ luôn hả? Dạ đúng rồi. Cũng bây giờ như là có con nhỏ rồi á, giờ những cái lâu lâu về những cái như vợ chồng có cũng được không có cũng được, tại vì đi làm về mệt mạnh ai người ấy sống người ai người ngủ rồi thôi. Khiếu có thấy cái việc đó nó làm cho cuộc sống nó bị đơn điệu? Dạ cũng có chứ à, nhưng mà tại vì có nhiều thứ nó ép mình tới như vậy á, nhiều lúc cũng muốn thay đổi, cũng muốn nó vui hơn, nhưng mà giờ con cái đủ thứ nó lo hết cho nên là cứ vậy nó cứ đi. Nhưng mà em có thấy là đôi lúc em tủi thân về cái chuyện đó không? Dạ cũng có chứ. Có. Rồi em có nói với chồng không? Dạ có nói. Rồi chồng nói sao? Dạ thứ nhất là còn con nhỏ mà còn công việc nó đi nữa thôi, về nhiều khi như cũng mệt, nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi. Dạ nó quen rồi không thay đổi được, cứ vậy thôi là được rồi. Gì lạ lùng sủng vậy. Rồi bây giờ sao? Rồi sống với nhau thì bây giờ thấy những tật xấu của nhau như thế nào? Ảnh thì vô tâm, ít nói, mà đặc biệt cái là mê game, mê điện thoại, kêu anh ơi giữ con, là cứ tay bấm điện thoại, tay con chơi sao không biết, con té từ nệm té xuống, con khóc tím mặt tím mày chạy lên hỏi ủa anh con bị gì vậy? Không sao hết, không có gì hết, không nói cho mình biết là con bị té như vậy đâu. Xong sáng ngày mai dậy thấy cái đầu con u nguyên một cục trà bá vậy, rồi vô tâm với vợ, đặc biệt cái là vợ buồn vợ khóc gì mặc kệ, gây lộn là cứ bỏ đi, để vợ nhà một mình, đi đá banh cũng đi, đi nhậu cũng đi, để vợ nhà khóc gì. Hầu như là không có đặt cái tình cảm của gia đình lên nhiều. Anh sống hình như là giờ anh nghĩ cho cái tôi của anh vẫn nhiều hơn. Mà tới Quyền đấy em, vợ em có tật xấu gì không? Em làm gì sai cũng vậy, em bảo em làm gì mà không vừa ý là cái đó đầu là la lên liền à. Nhiều khi bảo em làm á, nhiều khi em cũng làm biếng em làm đó. Làm là không vừa ý là bắt đầu là la là chửi sùm lên.
Rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính lại một chút thôi. Em mong muốn Quyền thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn ảnh để tâm tới vợ nhiều một chút, thương con thêm một tí nữa, chứ còn hờ hững với vợ con lắm. Chị cảm giác giống như em có một cái thế giới riêng của em hay sao á nha. Coi là khép kín lại á, đúng không em? Em không có cái nhu cầu tâm sự, không có nhu cầu bộc lộ với ai hết. Dạ đúng rồi, thì làm về chị biết ăn xong rồi đi ngủ thôi. Là đã ít nói chuyện rồi lại ít cái quan hệ nữa. Quan hệ vợ chồng á, em hiểu không? Dạ. Thì nó sẽ rất là nhanh dẫn đến cái chuyện là sống như hai người bạn. Dạ. Mới đầu thì là hai người bạn thân, về sau là hai người bạn không thân lắm. Rồi đi đến cái vấn đề là giống như hai người bạn mà gần như là người bạn xa lạ đó, kiểu hai người bạn vậy. Thân mà thân ai nấy lo. Đó, tức là nó sẽ rất là dễ dẫn đến trường hợp như vậy. Thành ra là tụi em phải cải thiện cái mối quan hệ như quan hệ vợ chồng này. Dạ. Còn nếu tụi em không thể như thế được. Dạ, em cũng mong là sau cái chương trình này, nhờ có sự góp ý của chị rồi lên đây vợ nói những gì mà mấy lâu nay vợ giữ trong lòng ấy, hy vọng anh sẽ thay đổi được. Dạ. Phải cải thiện thì cuộc sống vợ chồng mới chất lượng được. Bắt buộc. Nghe cưng. Rồi. Dạ, cảm ơn anh chị. Xin chúc hai em sẽ cải thiện được thành công. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị. Rồi. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kia ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500 ngàn cho tiền con. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm, em ngủ không được. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Và bây giờ cặp đôi thứ hai sẽ mang đến cho chúng ta những điều gì thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Tiếp đây mời quý vị khán giả dành một tràng pháo tay đón chào cặp đôi này. Mời em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào quý vị quan khách. Em tên là Xuân Đạo, em nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Đạo. Công việc của Xuân Đạo là gì? Dạ em làm nghề điện công nghiệp. Rồi, mời em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào quý khán giả. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em 29 tuổi và em cùng quê với ông xã luôn. Dạ. Hiện tại thì hai vợ chồng em đang sinh sống ở Sài Gòn, lập nghiệp ở trong này. Hai em là yêu nhau là ở Quảng Ngãi hay là tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, nói chung là gặp ở Sài Gòn, rồi qua là đứa em của vợ giới thiệu. Nó kêu là để nó mà làm mai cho, chứ em cũng không biết là hôm đó có sự có hiện của ông xã. Em chỉ xuống nhà em chơi bình thường thôi. Thì nó bảo là chị ơi lát nữa có anh này xuống chơi nè. Thì em bảo thì ừ thì cũng chơi vô đây. Thì hút đó em cũng có đi ra em mua gà rồi về làm cháo rồi đó cho mấy anh em nhà nhậu. Thì ông này tới nè. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà em gặp anh này thì... Không có ấn tượng gì luôn anh. Tại vì ổng hồi đó hả, ổng ốm, ổng đen mà ổng xấu lắm. Nhìn ổng sao nó sao sao, đại loại là em không có hề có ấn tượng gì hết. Còn em thì sao em? Lần đầu tiên gặp vợ thì nói chung là nhìn người cao ráo và to, mấy anh em trong nhà rất là vui. Nên vô là ấn tượng đầu tiên là được thích cái điều đó. Lúc đó xong thì đang ngồi nhậu về đó thì em thấy karaoke. Em thấy người ta hát thằng xóm, em bảo là mà em thì rất thích hát karaoke. Xong rủ, cái em bảo là ước gì vợ có ai rủ mình đi karaoke. Cái ông này thì, ổng tự tin giọng hát của ổng lắm anh. Cái ông kêu, ừ thích thì đi. Cái nhậu xong rủ nhau đi karaoke. Có nhớ là cái ngày đó em hát bài gì không? Hôm đó là em hát bài Nếu Là Anh. Để em mình lấy cái tiếng hát cho người mà bạn gái mình hiểu. Và em nghe nói, xong nói ra cho mình luôn. Tại rất là run cho nên không có nói chuyện được nhiều. À Nếu Là Anh. Nó hát thử vài câu coi cái từ ngôn từ ý nghĩa sao. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Hay quá. Giọng giống Duy Mạnh. Trời ơi. Em nghe giống Duy Mạnh không? Nói thiệt bây giờ em mới thấy gần ảnh hát giống ca sĩ, chứ hồi đó em không có nghe luôn. Tại vì lúc đó là cái cảm giác là em cũng đang bị thất tình. Nên là khi vô phòng karaoke em ngồi em nhậu thôi. Lúc đó tính tiền thì ảnh có đưa cho em 500 ngàn để góp. Thì em về em mới nói với mẹ em là em bảo mẹ hôm qua có thằng kia ngu lắm mẹ, mới gặp lần đầu tiên mà đưa con 500 ngàn cho tiền con. Thế là mẹ em nó cũng cười và hỏi chỗ thằng nào dạy gái dữ vậy. Rồi xong rồi bẵng đi thời gian đâu liên lạc với em. Em nghĩ là chắc lúc đó là đứt rồi, không liên lạc gì hết. Khoảng một tháng sau thì thấy ổng nhắn tin Zalo cho em. Ổng đưa mà cho sao em. Sao lại là vắng là giãn cách luôn một tháng. Giãn cách một tháng. Vợ con hồi lúc đó làm bên ngân hàng.
con này làm nghề, con đi học nghề con lên á, thì đôi khi mình cảm cái không đi học đi làm nghề đi lên. Thì bắt đầu em của vợ thì cứ bảo em thì liên hệ với chị đi, có gì chị không sao đâu, nghề của chị như vậy thôi chứ anh đừng có phải cảm. Hồi đến bao giờ thì tụi em mới yêu nhau? Cái giai đoạn mà ảnh cua em á, thật ra em không có ưa gì ảnh hết á. Tại vì em nói là lúc đó em đang thất tình mà, nên em chả thấy muốn quen ai nữa hết á. Nói chung là em muốn chấm dứt hết, em có cái dự định riêng của em rồi. Thì ổng cứ ngày nào cũng qua nhà em ngồi. Rồi ổng qua hả, ổng sửa nhà cho em nha. Ổng đóng móc, đóng đồ, ổng làm cầu thang, cầu đồ, ổng làm. Ổng làm tội lắm, mẹ em cưng ổng lắm, mẹ ổng thương lắm. Mà em thì lúc đó em không cảm giác gì hết. Tại lúc đó em ngồi nồi, nói chung là em không còn niềm tin nữa. Em không muốn quen ai nữa. Nên là khi mà anh này anh đến thì nói chung là xui cho anh thôi. Trước đó là em đã có dự định riêng, em nói dự định riêng của em là em quyết định đi du học rồi. Em không có muốn dướng bận đến ảnh. Em cũng không muốn ràng buộc ảnh, tại vì em đi là 2 năm và em xác định là sau 2 năm đó em sẽ học tiếp và em học tiếp, em xác định là em ở bển luôn, em không có định về. Nhưng mà ảnh cứ theo. Thì thôi ảnh bảo là thôi cưới đi. Thì lúc đó mới quyết định cưới. Lúc đó mẹ vợ hỏi là dạ chuẩn bị hạnh đi á, con có chịu được nổi hay không? Thì bắt đầu hai đứa thổi xong rồi con quyết định là thôi mẹ cho chân phép hai con cưới. Nói chung là hạnh đi thì cũng gì tương lai hai đứa thôi. Cưới xong rồi em đi học? Dạ, cưới xong 2 tháng em đi. Ồ, em đi học 2 năm? Dạ. Đi học ở đâu? Dạ, Nhật. À, đi học ở Nhật hả? Dạ. Vậy là em mới về đây hả? Em mới về được gần 2 tháng. Mới về đây được gần 2 tháng thôi? Dạ. Về là đăng ký tham gia chương trình liền luôn. Có nghĩa là hai vợ chồng gọi là chính thức là gọi là đoàn yêu viên xa. Á, là đâu được có 5 tháng, đúng không? Dạ đúng rồi, sống với nhau được 5 tháng. Cưới xong có kịp đăng ký kết hôn không? Dạ, nói chung là lúc đó là em cũng còn thử thách ảnh lắm. Với lại lúc đó tình cảm em nói thật là dành cho ảnh chưa có nhiều. Nói chung mà có thương thôi chứ gọi là để mà yêu mà gắn bó suốt đời thì nó vẫn còn là một khoảng cách mong manh lắm. Nên là em chưa đăng ký kết hôn vội. Em đi xong cho đến 1 năm sau em về thì mới đăng ký kết hôn. Vậy thì trong 2 năm đó chắc có lẽ là cái người ở lại chắc là nhớ nhung dữ lắm đúng không? Khổ lắm. Khổ lắm rồi. Để anh kể cái hành trình khổ lên chị nghe. Thì lúc mà bay qua xong đó bắt đầu về nói chung cũng khóc cũng tủi. Bắt đầu cái hành trình là đi học thì sáng là ở bên mình là 5 giờ. Bên vợ sẽ là 7 giờ. Cho nên là 5 giờ em sẽ dậy. Em sẽ báo thức. Gọi giờ dậy là chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu 5:30 bắt đầu đi. 5:30 tự hành trình là bắt đầu gọi bên Messenger Facebook á. Gọi dẫn đi từ 5:30 là dẫn đi ra ga của tàu điện ngầm á là hết gần 6 giờ. Bắt đầu 6 giờ là cúp nguồn, là chỉ nhắn tin thôi là mít tới 6:30. 6:30 xong bắt đầu gọi lại xong là dẫn tới trường 7 giờ bắt đầu học. Vậy đó, ngày nào như ngày nào. Dạ, rồi sáng sáng nào cũng vậy. Rồi 12 giờ anh lại gọi anh dẫn em về nói chuyện. Trên lúc mà em đi bộ ra ga hoặc là từ ga về nhà thì anh sẽ gọi. 1 năm sau khi mà em đi qua Nhật, lúc em về phép chơi á, là mới đăng ký kết hôn. Là lúc đó là em đã yêu ảnh. Dạ như đúng là... rồi, lúc đó tình cảm nó đã nhiều hơn nữa. Đó là 1 năm trời xa nhau là lúc đó em cảm thấy yêu ảnh nhiều dạ, hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Mới ở chung với nhau được Được có 5 tháng thôi đó. Còn mới đây là mới có 2 tháng thôi. Dạ. Như vậy thì sao ta, có thấy được những cái tật xấu của nhau không? Hay là bây giờ vẫn còn màu hồng dữ lắm? Hiện tại em thấy nó cũng còn màu hồng nữa. Có cái tật xấu lớn nhất là anh say vô là anh ngáy dữ lắm. Em ngủ không được. Cái nữa là ảnh nhiều khi ảnh khô khan quá. Ảnh ví dụ như là ảnh cứ chăn chắc và thật thà quá. Nên là ảnh nhiều khi anh thiếu yếu tố lãng mạn. Làm không mà im im làm không có nhưng nói. Nhưng mà em là ở xa như vậy rồi. Em thì ở Việt Nam một thời gian 2 năm. Em có khi nào em ghen không? Dạ không. Mình tin tưởng chồng và vợ dạ mình rồi thì mình không bao giờ anh mình không ghen. Bao giờ ghen. Vậy em có nghĩ đó là cái tật xấu không? Nhiều lúc em cũng buồn chứ. Ví dụ như những hôm mà em ở bển em đi chơi đó, có những người bạn Nhật của em á rủ đi chơi thì cũng có đi chơi ăn uống hát hò này nọ. Em bảo em về em cũng kể ảnh, em cố tình em kể, em bảo em đi chơi với cái anh đó này kia kia nọ, anh nó chưa vợ này kia kia nọ, nó vui tính này kia kia nọ, hài hước rồi đó. Thấy anh đó bảo là thấy em cũng vui này kia kia nọ, ổng không nói gì luôn. Ổng kêu thì đi được thì đi, vui chứ sao đâu. Rồi ổng không nói gì hết. Dù cho em đã chọc tức ảnh lên được cái ngưỡng cửa là cao nhất luôn rồi mà vẫn không nghe. Nhưng mà em thì ghen cực kỳ. chưa tới. Rồi bây giờ tới phần của Đạo nè. Dạ. Kể cho anh nghe thật xấu của con. Xấu của vợ thì mỗi lần đi ra ngoài đường á, cái vợ áo nó móc rúng á. Gì? Móc cái rúng. Vợ cái áo anh lên móc cái rúng á chị. À. Bị ghen móc rúng hả? Em ngại lắm. Đi tới đường đông mà may được có khẩu trang chứ không là ngại chết luôn. Trời đất ơi. Rồi sao? Rồi ghen sao? Vợ ghen sao? Tự thừa nhận là ghen luôn đó.
Nói chung ai nhắc tới người yêu cũ của ảnh là em đã điên lên rồi. Em về em cứ em nhắc lại là em hay cấu xé hay là em cứ nhằn cái vấn đề đó hoài vậy đó. Thế là em thường hay có cái tính sở hữu. Nói chung là của mình là của mình. Giờ em có nóng tính không? Dạ cực kỳ nóng luôn. Cực kỳ nóng. Dạ. Rồi á, giờ em có tự quyết định mọi chuyện trong gia đình không? Quyết định cái gì có hỏi em không? Dạ nói chung quyết định vấn đề gì thì vợ sẽ hỏi. Được hai chồng bàn luận xong rồi bắt đầu quyết định. À, chứ là không tự quyết định khi mà không có ý kiến của em. Dạ. Hồi đạo có mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Chỉ mong gọi là bớt nóng những cái tính nhỏ nhặt nhất thôi. Lúc nổi nóng thì không giải quyết được vấn đề gì. Dạ, còn chỉ gì dễ nữa? Thôi. Nhiều thôi. Dạ. Bớt nóng thôi. Rồi còn em. Chồng em thì giờ em thấy như vậy là ảnh cũng được lắm rồi. Nhưng mà em cũng có một cái mong ảnh thay đổi là có thể hiểu em tí hiếu. Tại vì hiện tại là em sống với mẹ, là mẹ của em á. Thì nói chung em là chị hai từ nhỏ rồi, ba em mất sớm từ nhỏ rồi, nên là hầu như em là cái trụ trong gia đình rồi. Nên là có những cái vấn đề mà giữa mẹ với ảnh á, em ở giữa em rất là khó xử. Nhiều lúc ảnh cứ nói giỡn giỡn là anh giống như làm dâu vậy đó. Thì cái câu nói đó làm cho em rất là buồn. Thực ra em cũng không có muốn ảnh phải chịu cái thân phận đó. Và em hy vọng là ảnh có thể xem mẹ em như là em vậy đó, để có thể là chăm sóc mẹ em tốt hơn. Với lại ảnh có thể mạnh mẽ hơn tí xíu. Nhiều lúc em thấy ảnh yếu đuối quá. Ảnh không cái những cái vấn đề thường là em phải quyết định, em phải lo lắng hết trong gia đình. Nên là nhiều lúc em cũng thấy hơi mệt mỏi. Em có thể là hy vọng là ảnh có thể làm một bà vai cho em. Em thấy sao cưng? Tôi nói thì em sẽ làm được. Tại vì chị rất hiểu tâm trạng của vợ em. Đối với chị làm như chị cảm giác chị nợ bố mẹ chị nhiều lắm. Có nghĩa là giờ bố mẹ còn sống, ngày nào là mình phải hết lòng bố mẹ ngày đó. Rất may mắn là chị có một người chồng coi bố mẹ chị giống như là bố mẹ ruột của ảnh vậy. Thì thành ra là chị rất là dễ xử. Cho nên rằng nếu mà vợ em cũng được như vậy thì chắc có lẽ là cô ấy sẽ bớt nóng tính. Dạ. Chị nghĩ là như vậy, dạ. Đúng không? Dạ. Đó, thì thành ra là em cho cái tình cảm của em dành tình cảm cho ba mẹ là cái em được sẽ nhiều lắm. Chứ còn em không có mất cái gì hết. Dạ. Em được thôi. Ha? Dạ. Rồi, cảm ơn. Chào em. Nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi. Em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng xí, quan... Xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Lên cái đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi mà tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em. Thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn. Nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm. Nhắn một tuần cứ hỏi. Lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hey hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng đừng rồi. Nhưng mà thật chất là chưa gặp nhau bây giờ. Chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14 tháng. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ
Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12, sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin Phong Long mình ơn em vậy đó, là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó, em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh, em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con búp bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi em cũng đâu thấy anh đâu. Sau rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng, phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái mũ bông ngại quá, em cất cái bông trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới nghĩ em che bao. Em kêu, trời, giờ tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì cả, đứng ngay cái cột mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, đầu anh nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu, nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngủ lan chuyên nghiệp. Ngủ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ. Thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó. Không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là đứt gan. Mẹ ảnh luôn á chứ cho nhớ hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả, là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn chứ đó. Anh hỏi nè, trong mà mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng có sợ chứ. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có một lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ. Cầm trộm hung má một cái. Cái coi như khóc anh. Khóc cái em nghĩ trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung sướng quá khóc. Em ơi em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đến lúc nào mới hôn môi? Ồ, hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê, dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa, cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Có nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu, lần sau hung là mất dép luôn không biết. Là hiểu hả? Mất dép,
Ở quê gần chết luôn. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lang chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ, hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á. Nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi, vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi vô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là... sáng thì là... Là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận ảnh lắm, em đòi chia tay á chứ. Xong rồi anh cứ... khuyên nhủ này nọ xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nêm lạc nhách à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu của tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ có, là có. Nhưng dữ luôn. Tới em đó khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt. Rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè. Rồi đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng tại em con nít thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ gì kỳ quá. Nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design cho ảnh đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại. Cặp này quá thôi. Đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ. Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là... dạ. Trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi. Em chạy theo, chạy tí tên tới. Bụm, xong chạy đi. Tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Trời ơi, bất ấm. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật to cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên là Trần Hoài Trung. Hôm nay em 29 tuổi, quê ở Tây Ninh, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư ạ. Em tên là Nguyễn Kim Mũi. Thì hiện em là nhân viên kinh doanh về trang thiết bị y tế quân đội. Quê ở Tây Ninh giống như ông xã. Hiện tại cũng làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi A Mũi với Trung là quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em là bạn học chung cấp 2, cấp 3. Bà này bà học cấp 3 do bà dễ thương thiệt. Nhưng mà bà nhoi lắm, cà rỡn lắm. Y như con trai. Bẵng đi một thời gian sau năm 2011 á, thì tụi em có đi ăn chung cái đám cưới của người bạn. Xin thế không biết. Gặp lại dạ, chắc là do là đi ăn đám cưới đông người á. Rồi bắt đầu nhẹ nhàng, dạ đúng rồi, kiềm chế là tự nhiên ấn tượng. Rồi sau này đi Sài Gòn á, học hai đứa còn đi học á, thì nó mới chia sẻ nhau nhiều hơn. Thế còn Mũi thì sao? Dạ, cái ấn tượng đầu tiên của em là cẩu thả. Vì em hồi xưa là em cho thuê truyện tranh. Thì anh là anh thuê thì ta nói trả một cái hay là quyển sách, ta nói nó te tua luôn chị ạ. À. Nó gấp lại rồi gặp mưa rồi nó phùng cái gáy lên. Trời ơi em chửi quá trời chửi luôn. Thì em chửi riết mà em nhớ cái mặt luôn chị. Dạ bà dữ lắm. Vậy là anh xàm lắm.
bao lâu thì các bạn mới nảy nở, nảy sinh tình cảm? Cuối 2011, gần 2012 là... 14 tháng 2 năm 2012 á, thì trong cái chuyến đi chơi đó em mới thuê một cái chiếc xe đạp dịch đó nha. Em lên đạp dịch cái bắt đầu em mới tỏ tình. Mình đạp ra tới cái chỗ tối nha, mình mới dám nắm tay, mũi, làm bạn gái chung nha. Thì lúc đó là... dạ. Rồi. Có lén lén hung được nhẹ cái trán cái đó, rồi mới cho lên bờ lại. Đạp dạ, lôi bắn hỏng ra tới chỗ tối, con hung được miếng, hung khổ chết. Nói nghe nè, hung nhẹ là hung sao? Dạ thì... Hung lại nè, cho hung lại, cho hung lại. Đó. Đó. Cứ hung nhẹ trán vậy thôi đó. Dạ. Đó, rồi. Rồi chừng nào mới hung nặng? Đó, định nổi. Dạ, bữa đó là em đi làm thêm, em mà em làm tại nhà bạn này. Cái đầu mình cũng mệt thiệt, mình nằm xuống mình nghỉ, chỉ là chỉ nằm kế, nhưng mà em nằm đầu này, bà nằm đầu kia. Trời ơi, nằm vậy rồi sao nghỉ được. Thì mình cứ nghĩ là ổng mệt, ổng nghỉ thì mình cũng mệt, mình cũng nằm nghỉ thôi. Lúc đó em làm gì em mệt ta, em ở nhà mà. Em cũng phụ anh chứ bộ. Thì ông này tự nhiên mở mắt ra thấy ổng nhìn mình. Tự nhiên hai cái mặt sát vậy nè, tự nhiên có cái hơi người là mình mở mắt ra mình thấy. Bắt đầu là vậy đó anh, vậy đó. Là chuyện gì tới nó tới luôn. Dạ, là hung nặng. Hung nặng cái. Hung nặng là thôi. Hung nặng dạ. Thôi chứ còn không có gì nữa. Dạ, dạ. Mà nó vụng về lắm. Lúc đó là tại vì em là... cũng nụ hôn đầu tiên của hai đứa luôn. Hung nó kỳ lắm. Để vô một cái bọc cái là sao không thả ra. Ông run lắm. Dạ, lúc đó là hai đứa rung. Rồi sau đó một cái chuyến đi chơi xa của hai đứa bằng xe máy nữa là nó mới nhiều chuyện nó xảy ra. Giận hờn bắt đầu nó lòi ra những cái tính. Rồi cái đầu mình mới biết được cái cách để giải quyết cái... Em thì nói chung là em bị có lông nhiều á chị, nên em rất là mặc cảm cái vấn đề đó. Rồi thì trước khi mà em quen ai là em cứ nghĩ tới vấn đề đó không? Nói trời, có khi nào người yêu mình chê mình giống như con vượn cái nó ấy không? Bắt đầu quen anh này thì anh xua tan y suy nghĩ đó đi. Nhưng mà ổng cứ kế bên em là ổng cứ bức lòng em. Em nổi điên lắm. Xong cái đầu ngày 5 tháng Giêng đúng không? 2012. Thì bắt đầu là hai đứa bắt đầu viết cái cam kết là em mới ghi là chung ở gần mũi là không có được bức lông của mũi nè. Không có được tọt lét mũi nè. Rồi... chung là đại khái cũng vài cái ấy nữa, xong rồi đầu ghi ra hai bản, em một bản, rồi ảnh cũng có những cái điều khoản tương tự luôn. Nói chung là khoảng 3-4 điều vậy thôi. Cái của em mới là kinh khủng, là bạn có cái tật thú vui là ở với thả bom. Ai? Thì lúc đầu thì em cũng hơi bất ngờ chí, nhưng mà tự nhiên thấy nó thú vị. nhưng mà cũng phải hạn chế chứ. Quá chứ ai chịu mà nổi. Lúc đầu em mới nói là ghi vô là không được thả bom trước mặt Trung. Ở đâu cũng được nhưng mà trước mặt Trung đừng có thả bom. Em nói sau lưng không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà ôm á, khi mà đi chở xe á, lúc mới quen á, là bà không mắc cỡ với vịnh vai mà. Em nói đi xe á, là phải vịnh eo chứ không có vịnh vai. Đó. Là 2-3 điều vậy đó, em cũng 2-3 điều đó, nhưng mà cái nặng nhất là cái chỗ thả bom đó đó. Tội ha. Dạ. Dần rồi là cái việc thả bom nó mới bắt đầu nó càng ngày càng khủng khiếp anh... hơn nó ngày nào mà tần suất dạ. Nó dày hơn hả? Nó dày hơn và nó bạn thả bom xong bạn bụm vô tay bạn để vô mũi mình. Ôi trời. Quá lầy. À, mũi lầy quá. Bom này hả còn nặng hơn là bom sinh học. Dạ. Sao mà cưới nhau còn khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ sao? Bây giờ thì bạn cái level mà thả bom của bạn đã lên cực điểm rồi. Em cũng đang mong muốn để lên chương trình này, mục đích là để cho bạn giảm lại giùm em để em nhờ nè. Nghĩa là hai vợ chồng đang là giỡn với nhau á, âu yếm bà rờ rẫm bà sờ sẫm mò mẫm, mình đang phê vô cái thế á, kéo bắt đầu hai cái chân bà kẹp hai cái tay mình rồi hai cái tay bà vịn hai cái chân mình. Là cái gì nó ngay cái mặt mình là anh biết rồi đó. Đó. Em nói anh là em không đỡ được luôn. Đó là nhỏ. Em chỉ biết em nằm em cam chịu rồi đó chứ. Mà em nhỏ coi như lớn không nổi luôn. Em ơi. Đó là em không có cái mền hay cái gì để em chịu đựng được luôn, nó cứ ngắt rồi. Anh biết cái cảm giác mà lúc đó mà nó đang phê phê mà nó đang lân á, làm cái bụm một cái bao nhiêu cảm xúc của em là nó tuôn.
trong những cái, dạ, cái điều mà em yêu đó chính là mùi muối. Hai em là quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Chính thức là tỏ tình là 2012, cuối 2017 tụi em mới cưới. Như vậy là cái đêm động phòng không có gì gọi là đi đêm tầng, thú vị và đặc biệt không? Dạ đêm động phòng á anh, em kể. Cái nhà thì nói chung là nó cũng khổ cho tụi em, có nghĩa là một phòng kế bên là phòng của đứa em trai. Ngay cái đầu giường của em á thì là mẹ ngủ ngoài, mẹ không có ngủ phòng. Cái giường thì nó quay sát vô cái tường. Thì cái đêm đó là xong rồi thôi cũng gắng quất một cái. Mà ta nói hả, cái giường nó kêu kẹt kẹt kẹt, không có làm được cái gì hết trơn anh ơi. Không có đi sâu đi xa mà đi tới nơi tới chốn được á. Vậy mà cái giường nó chổng vô cái tường nữa đúng không? Dạ. Rồi mẹ ngủ ngay đó nữa, sợ mẹ ngủ không được. Dạ. Cho nên là thôi. Coi như là giữa đường gãy gánh á. Mình thì mình không có xỉn, mình đang chuẩn bị tâm lý rất là sẵn sàng cho cái đêm tân hôn. Còn cái chị này chỉ xỉn là mình cứ khiều miết hả? Mà khiều dữ lắm luôn á mới bắt đầu được. Mà bắt đầu thì cái giường của nó dở chứng. Đó, nó cứ có cái két, khó chịu, dễ sợ. Rồi bữa đó bà có thả bom không? Dạ không, bữa đó thì được cái là họ không có thả bom. Trời, bữa đó thả bom nó chắc chết em luôn. Em nở, nể vợ em ở chỗ là cái là khi mà cưới rồi á, là mẹ là thả bom nha, nhưng mà mẹ, con thả bom. Là cái khiều mẹ em luôn á, là một cái bụm. Rồi chạy. Rồi chạy rồi luôn. Mẹ bỏ chạy luôn á. Dạ không, em chạy. Trời ơi. Mẹ chồng chắc thương mẹ mũi lắm đúng không? Dạ mẹ em thì thương vợ em lắm. Như con gái trong nhà vậy đó. Dạ khoan, anh chị mới nghe có một phía à, sao không nghe em nói nè. Chồng em cũng có thua em. Ờ nó thứ lúc em đó. Rồi nhân đây, mình nói luôn tật xấu đi. Rồi, dạch mặt rồi, dạch mặt luôn. Đó. Nãy giờ kể có mình em hả? Ảnh muốn thả bom em là ảnh thả bom có câu chuyện. Ví dụ như là đang đi chơi với một nhóm và ảnh làm cái mặt rất là nghiêm trọng, quan tâm tới em. Em tới đây lẹ đi, để mọi người đi hết rồi em chạy theo, chạy tí tấn tới bụm, xong chạy đi. Tức là cho em một quả xong rồi bắt đầu ảnh chạy đi. Trời ơi, bất ấm. Nên là cuộc đời em không bao giờ bị ung thư. Tại vì là không bao giờ bị ung thư với đột quỵ. Tại vì cái theo khoa học người ta nói là cái mùi thả bơm mà khi ai mà hửi nhiều là chống đột quỵ. Cho nên là đó là lý do tại sao mà công ty em là không bao giờ bị đột quỵ. Trời. Từ sếp cho tới là mấy bạn đồng nghiệp là đều bị em thả tôi hết. Tôi nghĩ rằng là em nên viết sách đi. Viết sách. Đó, bản này vẫn nghĩa là rất là tự tin chuyện đó. Tật xấu thì em chỉ thấy chỉ có hai cái thôi, là một rất là bề bộn và hai nữa là quên tắt đèn xi nhan. Còn ngoài ra thì chồng em là rất là tuyệt vời. Ngoài ra không có cái gì để khen em tuyệt vời, để em đừng có dạch cái tật xấu của cô ấy ra thôi. Thực ra là em chuẩn bị rồi chứ em biết tật xấu của vợ em á, một cái bị một cái là cái bệnh nghề nghiệp, cứ đi đâu cũng thấy vi trùng, đi đâu cũng thấy vi khuẩn. Sạch sẽ. Dạ sạch sẽ mà kiểu quá đáng anh. Đó vậy giờ mong muốn thay đổi gì, em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ em thì mong muốn vợ em cái là bớt cái bệnh nghề nghiệp lại xíu, thoáng thoáng ra ít thả bom. Hạn chế thả bom. Thả bom lại tí đó. Dạ. Có hai cái mong muốn đó. Giờ tới em mũi. Em thì mong muốn anh ấy là bớt thức khuya, bớt trôn vợ lại, nhớ tắt đèn xi nhan gọn gàng lại xíu. Tỷ lệ là 4-4-2 đó. Đến đây là cũng em cũng nghe tiếng anh Quốc Thuận cũng lâu rồi. Thế cho nên là là em cũng muốn được anh Quốc Thuận chúc thiệt tiếng á. Dạ. Có khi nào mà em thành ông mụ luôn không trời. Dạ. Hôm nay thì các em đến chương trình Vợ Chồng Son thấy không? Dạ. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng vui tươi hòa nhã như thế này. Dạ. Và năm 2019 sẽ có một thiên thần hoặc một cặp luôn xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Trời ơi. Dạ. Wow. Dạ. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Và anh đã trả lời sai. Anh nói là đối với anh là em lúc nào cũng đẹp. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét cái chồng mà để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Xin chào tất cả quý vị khán giả.
Em tên là Bùi Minh Viên, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm quản lý sản xuất cho một công ty Nhật ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và em chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 29 tuổi. Hiện em là thông dịch và kiêm tổng dụ cho công ty về chuyên về nhựa lưu trữ của Nhật Bản. Dạ, em cũng đang sống ở Đồng Nai. Trời, vậy là em nói tiếng Nhật giỏi lắm phải không? Phiên dịch tiếng Nhật mà đúng không? Dạ, hôm nay có sếp người Nhật của em cũng có tới để cổ vũ ạ. Đâu? Dạ, sếp của em đó ạ. Hai, cô đi. Hai, cô đi chua. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em quen nhau năm 2009. Thì lúc đó là hai đứa là đang sinh viên và đi làm thêm ở trong một cái nhà hàng ở Gò Vấp. Là em đi làm trước, vợ em mới đi vô làm sau. Thì quen nhau tại cái nhà hàng đó. Khi mà em gặp là em có thấy thích vợ em liền không? Thì em vô trước, em làm trước xong vợ em vô làm sau khoảng một tháng. Thì lúc đầu mới nhìn thì em cũng chưa có thích. Lúc đầu nhìn thấy cao cao và mặc cái váy jean nó dài dài mà nó quê quê ngộ ngộ thôi chứ cũng chưa có thích. Quê quê. Còn em gặp anh này em có ấn tượng gì không? Dạ, lúc đầu thì em mới vô cho nên em rất là nhát. Em có chị hướng dẫn cho em đi lên phía trên thì em thấy cái anh này đứng đang coi đá bóng. Thì cái tướng của ảnh cũng rất là thể thao, cũng cao to. Em kêu, nhìn ông này cũng cao to ha. Vậy thôi, vì thôi chứ em cũng chưa có ấn tượng gì ạ. Bây giờ làm sao mà đến được với nhau? Dạ, là lúc đó thì làm ở cái nhà hàng đó thì lúc đầu mình phải vô sớm, mình chuẩn bị tất cả mọi thứ về bàn, ghế, chén, đĩa. Xong thời gian rảnh rỗi thì có một hôm là vợ em nói là vợ biết coi bói. Và lấy cái tay em ra coi thử. Nói sao? Thì vợ coi mới nói là... Đâu? Vậy em làm vậy lại, đó. Xong em mới đưa tay vợ coi. Em làm vậy, em kêu ô, anh ơi, anh sắp có người yêu rồi. Mà cái người này anh yêu suốt đời luôn á. Nhưng em chỉ nói nó xấu xạo thôi. Anh nói em không có biết coi bói đâu. Thì bây giờ anh mới biết. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Lúc đó em suy nghĩ là cổ nói là theo cái cách cổ biết coi bói là sẽ có một người nào đó. Chứ không, em không có nghĩ là cổ nói cổ. Vậy hả? Dạ. Mà lúc em chưa có người yêu hả? Vậy là chưa. Còn em, mục đích của em? Dạ, lúc đó em chỉ nói giỡn. Tại vì em tính em rất là... Em hòa đồng, em thích nói chuyện với mọi người. Em chỉ nói thôi chứ em không có mục đích gì hết. À, tức là lúc đó em cũng không hề là giống như dạ, là đúng rồi. Mê đẩy trăng để mà nói là chính là mình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Sau đó thì hai vợ chồng em làm sao mà đến được với nhau? Dạ thì khoảng thời gian làm trong nhà hàng á, thì hai đứa thường hay làm cùng với nhau trên một khu vực á, là cứ giúp đỡ qua lại. Sau một thời gian cũng xin số điện thoại và cũng có nhắn tin qua lại. Thì lúc đó mới cảm thấy thích. Các em đều làm cho công ty của Nhật. Dạ. Vậy thì các em chắc chắn là phải học tiếng Nhật. Rồi chưa kể là có cơ hội đi qua bên Nhật nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Em học chuyên ngành tiếng Nhật. Rồi em mới đăng ký chương trình đi thực tập sinh ở bên Nhật. Em sắp có visa để đi rồi. Thì bạn chồng em á, lúc đó mới tốt nghiệp đại học. Xong anh cũng bắt chước đăng ký đi theo em luôn. Dạ, nhưng mà lúc đó thì em có visa rồi. Nhưng mà em bị trở ngại, em bị sức khỏe. Cái em không đi được. Xong em phải đợi một năm sau em mới làm hồ sơ lại. Thì chồng em lại đi trước em 9 tháng. Tại vì khi em học là em học một cái chuyên ngành khác, em học bên thể dục thể thao. Thì em nghĩ là khi mà đi hai đứa ở một cái khoảng cách xa như vậy, mà khoảng 3-4 năm như vậy, thì nó tình cảm sợ nó có vấn đề gì về yêu xa. Nên em cũng sau khi ra trường thì em thấy vợ có kế hoạch đi Nhật thì em cũng chuyển hướng là học tiếng Nhật và đi luôn, không ngờ là đi trước. Em đi qua sau 9 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lần đầu tiên mà em chạm mặt chồng em ở đất Nhật đó, đó là có kỷ niệm vui gì không? Mà em sẽ đi xuống, từ chỗ em đi xuống thăm vợ. Thì chỗ em đi xuống là đi bằng tàu thì rất là xa, đi khoảng 8 tiếng đồng hồ. Thì từ sáng em đi mà tới khoảng 3-4 giờ chiều mới tới. Thì lúc em đi tới nhà vợ thì nhà vợ cách ga tàu khoảng 15-20 phút đi xe đạp. Xong em đứng em đợi, do em mới thấy vợ đạp xe đạp từ ở phía xa đi tới, đeo khẩu trang kín lắm. Xong giờ em mới hỏi là ủa sao bữa nay đeo khẩu trang kín mà nhìn ốm mà tóc ngắn vậy. Tại vì mặt vợ lúc đó bị nổi mụn á. Xong chứ vợ mới hỏi em một câu là lúc bây giờ hiện tại em bị mụn, bị xấu như này thì anh còn yêu em nữa không? Đó thì lúc đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã khoảng 3-4 năm yêu nhau rồi.
Thì vợ mới hỏi một câu thì em mới có suy nghĩ là tại sao lại hỏi một câu ngốc như vậy. Rồi đã... trả lời sai. Anh nói là đối với ảnh là em lúc nào cũng đẹp. Vô cái vụ đại hội vạch mặt đi cho nó đúng vui rồi. Chúng ta đúng nên không? Đi xoáy sâu vào vào cái đại cái hội vạch đề, mặt. Cái vấn đề mà phải nói là nóng hổi của chương trình đó là vạch mặt nhau đó. Đó, bây giờ cho mình chờ trước đó. Dạ. Anh ấy nè, có tật xấu gì không? Dạ, chồng em có tật xấu là ngủ rất là nhiều. Hai đứa lúc mà hai đứa hẹn hò đi coi phim, mà phim là em nhớ là bộ phim là phim hài. Đang coi hai vợ chồng cười quá trời ấy, em cười quá trời, em nhìn qua thấy ông ngủ mất tiêu. Ngủ miết tới 5 phút cuối là thức dậy. Lý do gì em ngủ? Có phải là em mệt mỏi em ngủ hay là em không thích đi coi phim hài? Cái này em cũng rất thích phim hài, nhưng mà lúc coi thì tự nhiên nó cái gì đó em cũng không biết được, là nằm là thấy mệt mệt là ngủ thiếp đi. Rồi khoái ngủ, rồi gì nữa? Dạ, với làm biếng nữa. Giống như là chồng em á là thích ăn rau lang, rau muống, nhưng mà không có thích nhặt rau. Cho nên á mỗi lần á, vợ đừng có mua rau lang, rau muống nha. Hỏi anh không thích ăn đâu. Nhưng mà em mua về em làm sạch sẽ, em nấu ăn có thể ăn hết trơn à. Mà bữa nào mà chồng ơi phụ em, anh không thích ăn đâu, em bỏ lại đi mai ăn. Ngủ nhiều mà làm biếng. Có làm biếng vụ kia không? Không, ở không có làm biếng đâu. Rồi còn đặc xấu gì nữa không? Dạ vợ em thì nói chung là em cũng có một số vỡ mộng. Là trước khi yêu thì không có cằn nhằn la ó hay là dạng như cứ càm ràm tối ngày. Mà khi mà về cưới nhau về rồi ở chung rồi có cái vấn đề gì là cứ bà cứ có một vấn đề rồi mà cứ nhai đi nhai lại suốt là em lại. Dạ cứ tua đi tua lại. Dạ, với có một cái tật xấu của ổng rồi em quên kể. Đó là ổng giếm tiền. Có một lần á, chồng em xếp tiền thiệt là nhỏ mỏng mỏng nha. Chồng nhét vô cái kẻ mà chứng minh nhân dân hay là bằng lái ra. Trời ơi, ổng nhét là chồng á. Mà em đâu có biết đâu, ủa sao chồng tiêu tiền gì mà nhanh hết quá. Em mới bỏ vô 1 triệu mà sao giờ còn có 200. Nhét là chồng á, để em thấy hết em bỏ vô nữa. Ghê lắm. Vợ em mình nói em có tật xấu là giếm tiền. Vậy thì chắc cái nhà nguồn kinh tế chính là cô ấy giữ đúng không? Dạ đúng rồi anh, là mỗi tới cái tháng mà tới ngày lãnh lương á, là khi mà có tin nhắn ngân hàng tới là phải chụp hình là bao nhiêu bắt đầu gửi qua. Cứ ảnh là lãnh lương là ngày 15, còn em là ngày 10. Ngày 15 là từ sáng biết cái chùa em có nhắn tin hỏi có chưa anh. Cái có nhiều lúc tới 5:10 mà còn chưa gửi tin tiền về nữa. Cái em cứ gọi em hỏi hoài vậy đó. Cái ảnh tới 5:30 anh mới gửi tin nhắn cho em. Hai em đều làm cho công ty người Nhật. Và các em có biết cái chương trình Vợ Chồng Son là một chương trình nổi tiếng ở bên Nhật không? Dạ, em á, là em lúc ở bên Nhật á, là em rảnh là em cày hoài vậy đó. Cày chương trình của Nhật hay của Việt dạ, Nam? Dạ, cả hai cái luôn. Em coi dạng như ở Nhật gọi là Shinkansen Yasai. Em rảnh là em ngồi em coi, biết em ngồi cười một mình hoài à. Ở trong chương trình này ai là người đăng ký tham gia? Dạ em. Dạ em. Ông xã có đồng ý liền không hay phải thuyết phục? Ôi trời ơi, đó là một khoảng thời gian dài luôn chị. Em cứ ngồi em thủ thỉ hoài, em cứ khiều hoài. Em cái chứ chồng ơi đăng ký đi cho một lần vợ lên tivi đi, coi như là một món quà thiệt là lớn chồng tặng em đi. Cái xong hay sao á, thời gian cái cổng mới chịu đi với em ạ. Sau khi tìm hiểu thì em cũng thấy nó cũng những cái khung giờ là nó cũng không ảnh hưởng gì tới công việc bao nhiêu. Với lại em cũng suy nghĩ là tới thời điểm hiện tại thì vợ mình đã chịu rất nhiều cái buồn đau rồi, cùng mình đi bao nhiêu lâu rồi, em cũng dành một cái món quà này dạng như là một cái kỷ niệm để mà sau này có già đi thì mình cũng nhìn lại coi như là đó là cái kỷ niệm mà hai đứa. Đúng rồi. Cảm ơn hai em. Rồi vậy thì bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em cũng có mong muốn vợ bớt cằn nhằn lại. Có một vấn đề chỉ nói một lần hai lần là mình hiểu, mình tự thay đổi rồi đừng có nhai lại, nhiều lúc cũng nhức đầu. Còn vợ sao? Dạ em nói chung chồng em rất là tuyệt vời, làm biếng nhưng mà rất là phụ vợ. Ví dụ như em thì nấu ăn thì chồng rửa chén, rồi chồng phụ em lau nhà. Nói chung việc nhà anh vẫn rất là làm giúp em rất là nhiều. Điều mà em mong muốn anh thay đổi là chỉ có đừng có giận lãi em nhiều. Tại vì em sao em hay khóc, em hay buồn, em nhõng nhẽo ảnh nữa. Ngày nào sáng giờ mở mắt ra là chồng em có đẹp không? Chồng em có đẹp không? Em có già không? Hay gì? Ngày nào em cũng hỏi anh. Rồi hôm nay thì có mong muốn có em bé không? Dạ có. Ok. Hôm nay thì cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nha.
Anh chúc cho hai em ha, sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong cuộc sống. Lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một thiên thần là một bé gái xuất hiện trong gia đình của mình. Em cảm ơn anh chị. Dạ, anh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng. Em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi. Bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Thay vì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn. Y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này. Tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á. Cái ghét thêm lần nữa. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi. Và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty. Trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm. Đã từng chửi và đánh nhau luôn. Làm cùng công ty mà em là làm bộ phận bán hàng. Thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn. Em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh thì ảnh cũng cương lại với em, không vứt luôn. Ủa vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược đâu. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng. Em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi. Bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Dạ. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi. Tóc nhuộm, áo quần, trang phục thì nó hơi thoáng. Mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc. Cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Tức là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được. Anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này á để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe, em cuối xe. Chứ lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ở sau lưng mình nó sát khí nhiều quá, nó lột nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Thay vì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn. Y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này. Tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á. Cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ. Thì một thời gian đầu là chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng anh dậy anh chạy xuống nhà em, anh đón em đi làm. Ở đâu là? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi anh ơi, làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình. Tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa một tiếng thôi, một tiếng, tiếng rưỡi vậy hả? Là em đi lên, đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Dạ quên luôn, cái anh shipper đang ngồi chờ với cục. Thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai. Mà cũng không dám gọi luôn đó, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết hả? Mà đứng nói chuyện đến 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả? Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ ghen cái này cũng hơi bệnh luôn á. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh mà anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn, anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Thì kêu em là em đang nhắn tin với ai, em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi.
Nếu anh Thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn đó, anh đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức em không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói một mình á, ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng giỡn. Em tưởng ảnh giỡn, em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô từ hành lang lôi vô văn phòng. Cỡ nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giỡn. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận á rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu em rồi, sợ. Rồi xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nó là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa. Rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau. Chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ. Hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp dạ, chịu chứ sao về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu. Thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Nói chung em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt. Mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này á, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi. Phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một á, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển. Mà bây giờ mình về quê nó quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá. Dạ, mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng không? Dạ, người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy giờ chắc, giờ chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa, kêu vợ dậy. Mà phải kêu trừ hao á là 7 giờ rưỡi đi làm, phải kêu từ 6 rưỡi. Chỉ lăn qua lăn lại, trảo cho đều. Những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ. Là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. À, chứ vậy là không phải ngủ mà là ghen mộng. Có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Nghe thì thôi, cái đó thú vị, thì dễ thương đúng không? Cũng dạ. Thú vị. Rồi tới em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ở là được rồi. Cái này ở cũng giỡn mặt người ta, ở liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ở á. Em hả? Ảnh em mặt mà ảnh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vô mặt ảnh, nó né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn, muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ông cho nhanh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Thì ảnh đã nói là bất cứ đâu ảnh đi tới đâu hoặc ảnh làm cái gì cũng phải có em.
Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái, tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời. Dạ, rồi. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ ha? Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ. Xin chào.